kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga tung đòn phản công, đánh sập hàng loạt cứ điểm của Ukraine tại Kursk. Ukraine điều động lực lượng tinh nhuệ tới Kursk. Ukraine tuyên bố hạ Su-30SM của Nga trên Biển Đen. Nga tung đòn phản công, đánh sập loạt cứ điểm Ukraine tại Kursk. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine, trên mặt trận Kursk, các đơn vị của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã tiếp tục phá hủy hàng chục cứ điểm, giành lại 10 khu định cư ở vùng biên giới Kursk trong 7 ngày qua. Trong ngày 13 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã mất 300 quân và 34 xe bọc thép, trong đó có 7 xe tăng. Trong hơn một tháng qua, kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích vào Kursk, tổn thất của Ukraine lên tới 12.795 quân, 108 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 86 xe bọc thép chở quân, 691 xe chiến đấu bọc thép, 418 phương tiện, 93 khẩu pháo và 26 bệ phóng pháo phóng loạt, bao gồm 7 hệ thống HIMARS và 5 hệ thống pháo phản lực khác do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 7 radar chống pháo, 2 radar phòng không và 12 thiết bị công trình. Lực lượng vệ binh quốc gia Nga ngày 13 tháng 9 cũng tuyên bố phá hủy 5 cứ điểm của Ukraine tại Kursk, hạ gục 50 quân nhân. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Amas, Thiếu tướng Abdi Alaudinov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang rút quân từ các hướng khác để tái triển khai đến Kursk, nhưng lực lượng này đang dần cạn kiệt và phải chịu tổn thất nặng nề. Ông cho biết tình hình ở Kursk vẫn trong tầm kiểm soát của Nga. Ukraine đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 trước sự bất ngờ của Nga và chính các đồng minh phương Tây. Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300 km2 vùng lãnh thổ Kursk. Sau hơn một tháng, Nga vẫn chưa thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk. Quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công xung quanh thành phố chiến lược Pokrovsk và các khu vực chiến lược khác ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ chống trả cuộc phản công của Nga tại Kursk. Các cuộc giao tranh tại Kursk diễn ra ác liệt sau khi Nga phát động cuộc phản công nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine. Sau các đòn áp đảo ban đầu của Nga, Ukraine hiện đang củng cố lực lượng và tích cực chống trả, làm chậm tiến độ tấn công của Moscow. Mục tiêu chính của lực lượng Nga trong giai đoạn này đó là chiếm được khu định cư quan trọng Lyubimovska, bất chấp việc ngôi làng bị bao vây từ ba phía. Lực lượng Ukraine vẫn đang nỗ lực giữ vững phòng thủ và ngăn chặn quân đội Nga xâm nhập vào khu định cư. Các cuộc tấn công của Nga vào Lyubimovska vẫn tiếp tục diễn ra, với mục đích cuối cùng là xoay chuyển tình thế có lợi cho họ. Mặc dù phía Nga tấn công khá mạnh, trong đó có cả việc triển khai các đơn vị mới vào khu định cư quan trọng này và bao vây từ ba phía, nhưng Ukraine đã ngăn chặn các nhóm tấn công và tiếp tục giữ vững khu định cư. Nhiều khả năng trong thời gian tới, Nga sẽ tiếp tục tiến công bóp nghẹt lực lượng Ukraine tại đây. Ở một khu vực khác của mặt trận, Ukraine cũng đang cố gắng kháng cự mạnh mẽ. Kiev đã điều động lực lượng mới là các đơn vị tấn công tinh nhuệ từ khu vực Sumy đến để đánh trả quân đội Nga tại Gluskovo. Mục tiêu của Ukraine đó là tiếp cận ga đường sắt Gluskovo. Điều này có thể giúp họ bao vây các đơn vị Nga, bất chấp mọi cố gắng quân đội, Ukraine vẫn chưa thể chiếm được khu vực này. Tình hình vẫn khó khăn cho cả hai bên. Các đơn vị Nga đã phá hủy thành công một xe tăng của đối phương. Tuy vậy, việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử trên các xe bọc thép đã làm phức tạp đáng kể các hoạt động của máy bay không người lái UAV của Nga. Ngoài ra, các đơn vị Ukraine còn tích cực sử dụng tình báo tín hiệu giúp phát hiện nhanh chóng các UAV lớn của Nga và chỉ đạo các máy bay không người lái bắn hạ chúng. Điều này khiến quân đội Nga mất tai mắt trên chiến trường và gặp khó khăn khi phối hợp tấn công vào các vị trí của đối phương. Gọng kìm Nga ép sát Pokrovsk của Ukraine. Trong khi chiến sự tại khu vực Kursk vẫn ác liệt, quân đội Nga cũng đồng thời tăng cường oanh tạc bên trong và xung quanh thị trấn Pokrovsk ở miền đông Ukraine. Nguồn nước cung cấp cho thị trấn chiến lược cũng đã bị cắt. Với lực lượng ít ỏi của mình, rất khó để Ukraine giữ vững Kursk, đồng thời vừa phòng thủ tốt ở khu vực miền đông của nước này. Trong lúc Kiev tiến đánh Kursk một cách mơ hồ, thì tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, tập đoàn binh chủng hợp thành số 2 rất mạnh của Nga đang tiến vững chắc về Pokrovsk, thành trì quan trọng của Ukraine, án ngữ nhiều tuyến đường quan trọng.
Nga đã phá vỡ từng bước hệ thống phòng ngự của Ukraine quanh Pokrovsk. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng giải thích, tình hình ở khu vực phía nam trên hướng Pokrovsk vẫn cực kỳ khó khăn. Đối phương đã thiết lập được lợi thế về số lượng trong khu vực. Lực lượng Ukraine phòng ngự quanh thị trấn Pokrovsk bị đối phương áp đảo về số lượng với tỷ lệ 4-1. Lực lượng này gần đây đã mất lữ đoàn thiện chiến nhất của mình khi lữ đoàn cơ giới số 47 bị hao mòn sau 15 tháng chiến đấu liên tục được luân chuyển ra khỏi tiền tuyến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine có giữ lại một số lữ đoàn dự bị cho việc bảo vệ Pokrovsk, nhưng những lữ đoàn này chỉ làm chậm chứ không thể chặn được đà tiến của quân đội Nga. Đa phần lực lượng thiện chiến nhất và trang bị tốt nhất của Ukraine được tung vào mặt trận Kursk, trong đó có lữ đoàn xung kích đường không cùng các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do phương Tây sản xuất. Ukraine tuyên bố hạ Su-30SM của Nga trên Biển Đen. Trong một diễn biến khác, tình báo Ukraine đã tuyên bố bắn rơi tiêm kích Su-30SM Nga tại Biển Đen. Sự việc dường như xảy ra trong cuộc tấn công giàn khoan Crimea-2. Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine tuyên bố đặc nhiệm trực thuộc cơ quan này đã bắn rơi tiêm kích hạng nặng Su-30SM của Không quân Hải quân Nga trong chiến dịch tấn công giàn khoan dầu trên Biển Đen, song không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng. Lực lượng quân đội Ukraine công bố video từ máy bay không người lái trinh sát cho thấy phi cơ có hình dáng giống tiêm kích Su-30SM đang quần thảo trên bầu trời. Trong cảnh quay sau đó, một nguồn nhiệt lớn bay qua UAV kèm theo vệt khói lớn phía sau. Tuy nhiên, video không ghi lại cảnh máy bay trúng tên lửa. Giới chức Nga hiện chưa bình luận về thông tin nêu trên. Riba, một tài khoản ủng hộ quân đội Nga với hơn 1 triệu người theo dõi trên Telegram và thường được sử dụng nguồn tin thay thế các tuyên bố chính thức của Moscow, cùng ngày xác nhận một tiêm kích Su-30SM trúng tên lửa phòng không Vakhvai khi đang tham gia bảo vệ giàn khoan Crimea trong đêm. Riba cho biết mục tiêu của quân đội Ukraine và huấn luyện viên Anh là thăm dò năng lực phòng thủ của lực lượng Nga tại khu vực. Bộ chỉ huy quân đội Ukraine cho biết Nga có khả năng và phương tiện tình báo để phát hiện xuồng tự sát không người lái, vì vậy họ sẽ tìm cách loại bỏ các hệ thống trinh sát Nga. Những cuộc tấn công tương tự có thể sẽ tái diễn trong tương lai. Bộ Quốc phòng Nga hôm 11 tháng 9 tuyên bố ngăn chặn lực lượng Ukraine đánh chiếm giàn khoan Crimea-2, phá hủy 8 xuồng máy và hạ 80 đặc nhiệm Ukraine trong trận giao tranh. 6 xuồng máy còn lại rút lui sau nỗ lực tấn công bất thành. Không quân Hải quân Nga nhiều lần điều động tiêm kích Su-30SM, MiG-29K đánh chặn xuồng cao tốc chở lính đặc nhiệm và xuồng tự sát không người lái Ukraine triển khai trên Biển Đen. Các máy bay Nga thường hoạt động gần mặt biển và sử dụng pháo tự động 30mm để công kích mục tiêu. Phương án được đánh giá là phù hợp để đối phó với xuồng cỡ nhỏ trên biển, nhưng điều này cũng khiến chúng dễ bị tổn thương bởi những hệ thống vũ khí của đối phương. Nga kiểm soát các giàn khoan trên Biển Đen sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3 năm 2014, động thái bị Ukraine và nhiều bên phản đối. Giới chuyên gia phương Tây nhận định rằng các công trình này có thể phục vụ cho quân đội Nga, trong đó có hoạt động giám sát, liên lạc và phòng không. Ukraine từng triển khai chiến dịch chiếm lại một giàn khoan gần bán đảo Crimea, song hiện chưa rõ tình trạng của các công trình này. Đối với Ukraine, kiểm soát các giàn khoan trên Biển Đen không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn có tính biểu tượng cao khi nước này tuyên bố sẽ giành lại bán đảo Crimea.